Bản tin đặc biệt tối ngày 11 tháng 5. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin đặc biệt buổi tối ngày hôm nay. Trước hết, kính mời quý vị đến với những tin chính được phát sóng trong chương trình này. Tin thế giới. WHO phủ nhận nghi vấn giúp Trung Quốc giấu dịch. Chuyên gia lo ngại cách thống kê ca tử vong ở Nga. Tình báo Anh-Mỹ nghi ngờ Viện Virus học Vũ Hán gặp sự cố trước đại dịch. Tin tại Việt Nam. Bệnh nhân thứ 278 về từ UAE bị suy hô hấp. Khỏe tự nhiên gửi lời cảm ơn tất cả các quý khán giả theo dõi chương trình. Và sau đây là thông tin chi tiết. WHO phủ nhận nghi vấn giúp Trung Quốc giấu dịch. Trên website chính thức của mình, Tổ chức Y tế Thế giới ngày 9 tháng 5 đã phủ nhận nghi vấn ông Tedros, giám đốc WHO giúp Trung Quốc che đậy sự bùng phát của virus corona. Đồng thời nói rằng ông Tedros và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không nói chuyện với nhau ngày 21 tháng 1 và cũng chưa bao giờ trao đổi qua điện thoại. Trước đó vào ngày 8 tháng 5, tạp chí của Đức dẫn tin cơ quan tình báo Liên bang Đức BND cho biết ông Tập Cận Bình đã gặp Tổng giám đốc WHO ông Tedros vào ngày 21 tháng 1 để yêu cầu ông Tedros giữ kín thông tin virus corona có thể truyền từ người sang người và trì hoãn tuyên bố đại dịch toàn cầu. Tạp chí này cho hay thế giới đã bị chậm ít nhất 4 tuần, nếu không muốn nói là 6 tuần trong cuộc chiến chống virus corona vì chính sách thông tin của chính quyền Trung Quốc. Các nước tại châu Mỹ. Tại Mỹ, bang New York tăng cường các biện pháp bảo vệ cho các viện dưỡng lão. Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo hôm ngày 10 tháng 5 công bố các biện pháp an toàn để bảo vệ người già tại các viện dưỡng lão và coi đây là ưu tiên số 1 của tiểu bang. Các biện pháp an toàn bao gồm nhân viên phải được xét nghiệm ít nhất 2 lần một tuần, cấm các bệnh nhân COVID-19 đến thăm viện dưỡng lão, bệnh nhân nặng cần được chuyển đến cơ sở điều trị tốt hơn. Tại Canada, xác nhận tổng số 68.848 ca nhiễm, trong đó có 4.870 ca đã tử vong. Brazil là vùng dịch lớn nhất khu vực Mỹ Latin với tổng số 162.699 ca nhiễm và 11.123 ca đã tử vong. Còn Mexico xác nhận tổng số 35.022 ca nhiễm, trong đó có 3.465 ca đã tử vong. Tại Anh, ghi nhận tổng số 219.183 ca nhiễm, trong đó có 31.855 ca đã tử vong. Hiện Nga là nước có số ca tử vong thấp nhất trong top 5 nước có số ca nhiễm cao nhất thế giới với tỷ lệ khoảng 0,9%, nhưng rất có thể là do phương pháp thống kê của nước này. Ông Sergei Timonin, nhà nhân khẩu học của Trường Trung học Kinh tế học Nga cho biết trên thời báo Moscow, theo hướng dẫn của Bộ Y tế nước này, trong trường hợp nhiễm virus nhưng không có biểu hiện lâm sàng và thay đổi bệnh lý, đặc biệt là ở phổi mà tử vong thì không được liệt kê vào nguyên nhân tử vong do COVID-19. Ông cũng cho biết thêm, hơn 1.500 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona đã tử vong, nhưng các chuyên gia bệnh lý đã loại virus corona ra khỏi nguyên nhân gây tử vong. Tin tại Trung Quốc, tình báo Anh-Mỹ nghi ngờ Viện Virus học Vũ Hán gặp sự cố trước đại dịch. Cơ quan tình báo Anh và Mỹ đang nghiên cứu một báo cáo 24 trang do đơn vị kiểm chứng tin tức NBC thu thập và đăng tải hôm 9 tháng 5, nghi ngờ Viện Virus học Vũ Hán gặp sự cố vào tháng 10 năm 2019. Cụ thể, dữ liệu cho thấy không có bất kỳ hoạt động điện thoại di động nào trong khu an ninh cao của Viện Virus học Vũ Hán từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2019, trong khi trước đó điện thoại di động thường xuyên được sử dụng ở khu vực này. Báo cáo cũng đang được Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ xem xét. Giới chuyên gia cho rằng có nhiều lý do khác nhau ảnh hưởng đến tần suất sử dụng điện thoại tại phòng thí nghiệm này và cần thêm bằng chứng để kiểm định nghi ngờ trên. Tại Iran đã phong tỏa một tỉnh phía Tây Nam. Theo Reuters đưa tin vào ngày hôm nay, tỉnh Khuzestan của Iran đã bị phong tỏa sau khi xác nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng gấp 3 lần. Các ngân hàng và văn phòng ở thành phố Abadan của tỉnh này sẽ bị đóng cửa cho đến cuối tuần. Biên giới phía Bắc và phía Đông khu vực này cũng bị đóng cửa. Còn các nước tại Đông Nam Á thì ghi nhận tổng số toàn khu vực là hơn 58.000 ca nhiễm và gần 2.000 ca đã tử vong. Singapore là vùng dịch lớn nhất khu vực với 23.336 ca nhiễm và 20 ca đã tử vong. Còn tại Indonesia, đứng thứ hai về số ca nhiễm là 14.032 ca, nhưng đứng đầu khu vực về số ca tử vong với 973 ca. Philippines xác nhận 10.794 ca nhiễm, trong đó có 719 ca đã tử vong. Tin tức tại Việt Nam, bệnh nhân thứ 278 về từ UAE đã bị suy hô hấp. Và sáng ngày hôm nay, tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, giám đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân thứ 278 bị viêm phổi, suy hô hấp, ho nhiều, sốt cao nhưng mạch và huyết áp ổn định. Mẫu bệnh phẩm phết mũi họng dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán. Hiện bệnh nhân đang được thở oxy mũi và tiếp tục dùng kháng sinh. Đây là một trong 17 bệnh nhân ghi nhận ngày 7 tháng 5. Họ đi chung chuyến bay từ các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về Bạc Liêu ngày 3 tháng 5, sau đó được cách ly tập trung ngay. 16 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.
Quý vị thân mến, xin phép quý vị, chúng ta hãy tạm gác lại những tin tức vừa nghe được trong ngày hôm nay để đến với những lời tâm sự của chương trình gửi tới tất cả quý vị, những khán giả của Khỏe Tự Nhiên. Chắc hẳn quý vị đã đoán được điều đặc biệt mà chúng tôi muốn nói hôm nay là gì. Từ trưa ngày hôm qua, chúng tôi chưa kịp gửi lời cảm ơn tới quý vị, nhưng đã nhận được hàng trăm lời chúc mừng cho kênh và cảm nhận được niềm vui mừng của quý vị khi kênh đạt được thành quả này. Thực sự thì có nhiều khán giả còn vui mừng hơn cả những người làm chương trình. Chúng tôi rất trân trọng điều đó. Và ngày hôm nay là ngày đánh dấu chặng đường gắn bó với khán giả theo dõi chương trình với số lượng ít nhất là 1 triệu người. Để có được kết quả trên là nhờ những lời động viên góp ý rất lớn từ chính quý vị, những người thường xuyên theo dõi chương trình. Xin phép thay mặt cả ekip được cảm ơn rất nhiều tới quý vị. Quý vị là những người ở hầu hết các nước, các độ tuổi hay giới tính khác nhau. Từ các ông bà, các bác, các cô, các chú đến các anh chị em, rồi các cháu nhỏ cũng xem chương trình. Quý vị là những người bạn đồng hành với tất cả những góp ý chân thành nhất đến từng chi tiết. Những ngôn từ, nội dung rồi đến phục trang hay có lúc chính bản thân Nguyên Ngọc, người dẫn chương trình, giọng cũng bị khàn đi nhưng lại nhận được những lời cảm thông và lo lắng. Chính bản thân mình cũng phải tự tìm cách để khắc phục vấn đề này để giúp quý khán giả, nhất là các ông bà, những người đã có tuổi để nghe tin tức được rõ hơn. Có lẽ sắp tới chúng ta sẽ nhờ các chuyên gia và các bác sĩ của Khỏe Tự Nhiên làm một video mới để giúp cho những ai muốn chăm sóc sức khỏe cho cổ họng của mình. Quay trở lại với ekip, khi tiền kỳ hay hậu kỳ, có lúc các thành viên dựng video không may ra tin muộn cũng cảm thấy rất áy náy với quý khán giả vì đã từng bị phàn nàn, kênh ra trễ giờ rồi hay đợi mãi, vân vân. Ngoài ekip dựng thì trước đó là cập nhật tin tức. Những tin tức thế giới thì cần phải thức dậy lúc nửa đêm và phải làm sao cho logic nhất, xúc tích nhất để quý vị nào bận rộn, thời gian eo hẹp vẫn cập nhật được những thông tin chỉ trong vài phút của chương trình. Sau đó một thời gian thì có khán giả động viên nên bật quảng cáo. Khi kênh bắt đầu bật quảng cáo thì quý vị đã ủng hộ bằng cách xem hết quảng cáo để kênh có thu nhập và tiếp tục sản xuất video. Mọi áp lực về thời gian gấp gáp và liên tục mới đầu cũng rất căng thẳng vì số lượng người thì ít, rồi dần dần mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo. Nhưng tất cả ekip luôn luôn cố gắng duy trì sức khỏe như đúng cái tên của kênh đặt ra, đều đặn dưỡng sinh bằng các bài tập thiền để duy trì được đầy đủ ekip, không thiếu một ai và không có ngày nghỉ nào. Xin phép bật mí với quý vị là ở đây mọi người đều tin vào nhân quả và có tín ngưỡng của mình, nên tất cả những gì làm ra đều ẩn chứa lòng lương thiện, làm việc tốt sẽ có kết quả tốt, kính thưa quý vị. Và Nguyên Ngọc cũng xin phép gửi lời cảm ơn tới tiến sĩ, tới các y bác sĩ, các chuyên gia từng chuyên ngành và những người bạn đồng sự được có duyên làm việc và tạo thành một chỉnh thể ăn khớp. Còn về phần các câu hỏi của cá nhân MC chương trình, trước nay Nguyên Ngọc chưa từng làm việc gì liên quan đến YouTube nhưng lại nhận được rất nhiều lời phản hồi tích cực. Chính đây cũng là động lực để bản thân mình cũng như cả ekip cần cố gắng và cố gắng hơn nữa. Hầu như tất cả các bình luận dưới video thì bộ phận chuyên trách và cả bản thân MC cũng đã đọc, đã xem hết nhưng vì tính chất công việc đảm bảo thời gian phát sóng gửi tới quý vị nên không thể trả lời hết bình luận của quý vị. Tuy nhiên, không trả lời được nhiều nhưng đều gửi lại quý vị một like. Và đối với Khỏe Tự Nhiên, sắp tới cũng là một ngày đặc biệt với cả ekip. Rất đặc biệt, chúng tôi tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng sống và làm việc với tất cả lòng thiện lương và mang những điều tốt đẹp nhất gửi tới quý vị. Hiện tại bản thân còn muốn nói nhiều hơn nữa nhưng do thời lượng có hạn, kính mong quý vị thông cảm nếu còn thiếu sót và mắc lỗi trong quá trình gửi thông tin tới quý vị. Rất mong sau này chúng ta sẽ có thêm nhiều dịp để giải bày tâm sự. Và có thêm một thông tin nữa, kính thưa quý vị, chúng tôi mới nhận được thông tin từ đối tác tài trợ cho Khỏe Tự Nhiên là Trung tâm Nghiên cứu Thực phẩm và Dinh dưỡng với thương hiệu tỏi đen Linh Đan gửi tặng khán giả của Khỏe Tự Nhiên một phần quà nhỏ, đó là tặng 50% cho tất cả các đơn hàng từ 1 đến 2 cân tỏi đen từ hôm nay đến hết ngày 17 tháng 5. Bởi vì tỏi đen được biết đến là sản phẩm tốt cho sức khỏe, giúp ổn định huyết áp và tiểu đường, chống lão hóa, giúp ăn ngủ tốt. Nếu quý vị có nhu cầu, hãy liên hệ theo số điện thoại 0911 337 155 và mã khách hàng của Khỏe Tự Nhiên là KTN01 hoặc xem thông tin ở dưới phần mô tả của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe và phản hồi từ quý khán giả.
và MC của chương trình xin phép không nói rông dài nữa. Những lời tâm sự vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình buổi tối ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn luôn được bình an và có được sự tự tại, thư thái sau những video chăm sóc sức khỏe. Và kính chúc quý vị ngủ ngon khi nghe Radio Sống Đẹp. Chương trình sẽ tiếp tục mở rộng các kênh thông tin, các mảng mới để phục vụ quý khán giả gần xa. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đăng ký kênh Khỏe Tự Nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 21 giờ tối hôm nay trên kênh Radio Sống Đẹp. Chúng ta sẽ tiếp tục được gặp nhau. Chúng tôi là chương trình Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị.